cái bùm nước ấy. Nhất là bàn cá bị chém đứt. Chém đứt rồi. Thịt cá lóc có dính lớp da ửng vàng, đằng đắng, vị cháy khét và thơm lừng, cùng với bộ lòng cá, làm nên món cá lóc nướng trùi trứ danh ở nơi này. Dưới tán rừng, ai cũng nơm nớp lo sợ đàn ông bần đang bám dày đặc trên thân tràm. Nhưng mọi thứ đều ổn, vì hai bên như ngầm thỏa thuận, không tác động qua lại. Với các ngư dân, sau khi xẻ con cá lóc nướng trui, cả nhóm đều tự nguyện nhường bộ ruột cá cho anh Năm Lợi, vì anh lớn tuổi nhất. Chim gì mà hót vui quá nè. Anh là lớn tuổi nhất rồi. Thôi để anh đây ăn đi. Thôi, nhỏ tuổi lắm. Ông ăn trước đi. Nè, chia anh em đi, người miếng. Nên tôi hiểu rằng ruột cá lóc là phần ngon nhất của món cá lóc nướng trùi. Nhưng điều đặc biệt, không phải ai muốn ăn cũng được. Ông gói vô mấy lá vừa nào quất cũng vậy. Ngon lắm. Bóc đi. Bóc đi. Mình là dân đồng quê không. Đó, khô lòng. Chấm muối ha. Thích ăn rồi đủ chuyện. Kẹp vô hai đậu đôi vừa quất rồi. Dấu đùi. Quá đã. Sao nào? Cảm thấy sao nào? Quá ngon. Được mấy ông lớn tuổi cho tăng những nhiều chút để ăn hết con ta lên máu cho ai chắc. Nó ngon như thế nào? Mà sao thì nó béo nè. Mà nó ngọt. Tại... rồi nó có hậu hơi nhẵn nhẵn, mình ăn hồi nó không thông cổ, nó nhẵn nhẵn là do nơi từ đâu mà nhẵn nhẵn ra, thì cái mật của nó nhưng mà được một hồi thì nó ngọt. Cá nướng thì nhờ cái bộ lòng ha. Đúng rồi. Sáng nay trời chưa chạy mặn đâu, chạy những gì. Nói chung ra là bây giờ bộ đồ lòng con cá lóc là nó ngon nhất trong của con cá lóc, là mình phải tôn trọng những người lớn tuổi trước, rồi sau đó khách của mình, quê hương mình lúc nào cũng có khách phương xa tới, nhiều khi người ta chưa có dùng được cái món đó, nhưng mà điều người ta dùng được một lần, người ta nói ừ, chỗ cái con cá đó là nó ngon nhất là mình dùng được, là người ta tôn trọng mình, mai mốt là người ta sẽ nhắc nhở mình. Không phải anh muốn lớn tuổi để được thưởng thức đầu tiên. Với người lớn tuổi hơn, anh Năm Lợi cũng ứng xử như vậy. Vì đó là cách ứng xử của người dân nơi này. Tuy rằng khách mình quý cỡ nào, nhưng mà người lớn tuổi trong đó là ưu tiên nhất. Nếu mà đặt cái vụ có một con. Theo Năm Lợi cũng như dân địa phương, người lớn tuổi vẫn là ưu tiên số một trong bữa ăn. Vì bộ đồ lòng cá lóc là món ngon. Đâu vừa này trên khô cũng không nhẵn ha. Không được ngon. Nói chung dừa dưa đồng rồi. Mấy cọng rau dừa ngó sen cũng được các anh hái ăn kèm, giúp cho món cá lóc nướng trùi thêm phần đậm đà hương vị. Ăn mất cái này là không ngon. Mất cái mặt này là không ngon. Mất cái ruột. Nếu mà ai mà ăn mà bỏ cái mặt thì người đó không có là biết ăn cái ruột con cá lóc. Đó. Mất cá là ngon lành. Theo Năm Lợi, mật cá có vị đắng nhưng hậu ngọt thanh nên không thể bỏ qua khi thưởng thức món ruột cá lóc nướng trùi. Sau Năm Lợi, chúng tôi lần lượt được thưởng thức bộ đồ lòng cá lóc nướng trùi với vị béo thơm và vị đắng thanh khó trộn lẫn với bất cứ món ngon nào. Theo Năm Lợi và người dân ở vùng này, nếu không là người lớn tuổi, thì khách sẽ là người được mời bộ lòng cá lóc đầu tiên trong bữa tiệc, với tinh thần tiên khách hậu chủ. Béo quá.
mà cái này nó béo mà nó cái trứng con cá lóc là ăn ngon hơn các loại trứng cá khác nè. Trứng cá lóc là béo nhất rồi, béo nhất rồi. Rồi mấy đó rồi kế đó có trứng cá gô, trứng cá gô cũng béo, béo thiệt. Nhưng mà trứng cá trắng thì ăn sẫm xì à, cũng con cá đồng không mà con cá lóc này trứng cá lóc là ngon nhất. Cá lóc là ngon nhất, béo chứ nó kế nhất là cầm trứng cá gù biển. Đúng rồi, trứng cá gù biển không béo. Còn cái trứng cá chê đi, còn trứng cá chê thì nó ăn sẫm xì không ngon. Còn trứng gắn là trứng gắn bộ lực sống là với cái trứng chằn, trứng chằn là nó bọc. Trứng gắn bộ lực sống thì nó béo, nó béo. Dạ. Cái đường uống ngọt quá trời luôn. Nè, đang làm ngon trứng rồi. Thôi để không đó. Ăn đi thiệt chứ. Ở trong này mấy con cá có nhiều khi có hai, có còn có trứng không chừng. Dạ. Mà mùa này nhiều con có trứng lắm nha. Đặc biệt là con này có trứng. Không phải mùa này là đúng là cá là cá lóc là dường như là 10 con là có cá, có 98 con rồi đó. Anh Thảo nào cho có ăn được chưa? Để mấy ăn làm trứng ngon. Cá lóc nướng trùi là món ăn phổ biến ở vùng đồng bằng hạ lưu sông Mekong, Việt Nam. Vì chế biến đơn giản, nhanh gọn nhưng là món đặc trưng được nhiều người yêu thích. Mình nướng chui gì là nó tuy rằng mình thấy nó ở ngoài da gì chứ mình ăn nó rất ngon. Đúng rồi, nó đắng đắng. Nó hơi nhẫn nhẫn nhưng mà đều nó thơm. Chứ không phải mình cần nướng lửa than là nó mới ngon đâu. Đúng rồi. Thơm mà nó ngọt nữa. Thơm mà nó ngọt chưa? Tại vì cái chất của nó không chảy ra được. Là cái chất con cá nó còn nguyên trong đó. Chỉ cần muối cục dầm dưới giày tới ớt hiểm càng tôn vinh thêm hương vị đậm đà của món cá lóc nướng chui. Nên đây là món ăn đơn giản trong chế biến. Để cho người lớn tuổi trước. Nếu mà người cao tuổi đó người ta không dùng, là người khách đó mình sẽ gấp lại cho người khách bên kia. Hình ảnh cá lóc mang trứng có thể làm nhiều người khó chịu vì liên quan đến việc bảo vệ nguồn lợi tôm cá để khai thác lâu dài. Nhưng ở nhiều thời điểm, cá lóc tự nhiên luôn mang trứng, nhất là vào đầu mùa mưa. Nên đây cũng là lúc món cá lóc nướng trùi cho chất lượng ngon nhất. Đáng chú ý nhất là phía bên trên của bộ lòng cá lóc nướng trùi có đến hai miếng thịt nhỏ. Ngư dân nơi này thường gọi nôm na là hai miếng thịt gà. Cái này là thường thường là người ta kêu bằng cục thịt gà. Gấp ăn thử rồi. Nó dài nó. Mỗi bộ phận góp phần làm nên độ ngon của bộ lòng cá lóc. Vì vậy, ưu tiên cho người lớn tuổi thể hiện tấm lòng của người dân nơi này. Mà ăn nó y dài sớ y gan thịt gà luôn. Sớ y gan thịt gà. Anh nhai chậm, anh nghe cái mùi ngọt cực kỳ, ngọt hơn thịt nó nhiều luôn. Cũng từ thịt cá lóc mà trong đó nó có hai miếng thịt đó là nó cái... Có hai miếng thịt đó, trong cái bộ đồ lòng nó có hai miếng thịt đó. Nó mà nó dai ha. Nó dai. Đây, được cặp chứng rồi. Cái tấm lòng hiếu khách là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình tôn trọng những người cao tuổi hơn mình. Lòng đấy. Em ăn hoài. Đâu, đâu, bộ đồ lòng đó. Đó, bộ đồ lòng đó. Cái này đây hả? Ừ. Nó gan với cái... Gan. Đây. Đi theo là nghe chỗ cái bao tử luôn hả? Ừ. Bao tử nó đây. Con cá này tất nhiên anh ăn đó là phải ăn luôn vậy ha. Anh biết sao cái con cá này là nó mang cái trứng nhưng cái bọt nó vừa cái gan nó vừa có cái mật luôn. Có cái mật trong cái gan. Cái này mà không được phép gia chủ thì là không được ăn phải không? Nếu mà khách đến nhà. Khách đến nhà thì mình nhường cho khách thôi. Nó có chừng thì khi còn dư quá. Nếu mà nhiều con thì mình cũng người một bộ đồ lòng. Nhường cho người lớn tuổi trước rồi sau đó mới khách phải không? Đúng rồi. Nếu mà khách xong rồi tôi còn dư mới tới mà. Còn dư mới tới chủ nhà. Kính lão đức thọ. Vừa bộ đồ lòng ruột gan với cả bao tử luôn ha. Đúng rồi. Thử kìa. Sao cầm lấy sao? Không có anh nhai cái mặt nữa rồi. Nhai chậm chậm nuốt có mặt mới ngon. Ha, đúng rồi. Đắng nhưng mà đều ăn hồi cái họng nó ngọt. Nếu mà cái bao tử cá lóc nó mà bỏ cái mặt là hết ngon. Cái bao lòng mà bỏ cái mặt là không còn ngon nữa. Mất giá trị. Còn cái bao tử nữa nè. Cuối cùng của bao tử à. Nhưng mà phải thêm một miếng. Bữa nay mình làm một cái phóng sự mà thưởng thức cái món cá lóc đồng chánh gốc của dân Đồng Tháp 10 ha. Đúng rồi. Cá lóc đồng lâu lắm mới được ăn cá lóc đồng á. Giờ cá lóc nuôi xong rồi bỏ lắm mà. Cá lóc bắt ở sông rạch, đồng cỏ tự nhiên nên nhiều người lo ngại bộ lòng cá không sạch. Nhưng các ngư dân ở đây cho biết thời gian cá lóc nằm trong lọp lâu ngày
cùng với cách nướng trui nên bộ lòng cá đã được làm sạch theo cách tự nhiên. Nguyên cái bộ đầu lòng con cá, nếu mà mùa mưa thì nó mới có một cặp trứng, rồi một bao tử, rồi nó sẽ có ruột nè, rồi có cái gan. Nhưng mà quan trọng nhất là cái mặt của con cá. Nó thiếu là nó thiếu sót lớn. Ăn kèm với vài cọng rau đồng đơn giản, nhưng chúng tôi cảm thấy vô lòng cá lóc nướng trui ngon đến lạ lùng. Bởi mọi thứ là cá lóc đồng kết hợp với hương đồng gió nội nên món ngon lại càng thêm ngon. Nếu mà đặt ví dụ mình nướng chua phải không, mình lấy cái cây mình xỏ lụi qua nó là cái bao tử nó sẽ sạch. Nó nằm trong cái lợp thì nó khoảng 3-4 ngày thì mồi nó không còn nữa là nó sẽ sạch. Đây là ngon lắm, lòng cá lóc. Chưa chắc ạ. Chưa chắc. Có. Cá có chín cái bụng nó bự không? Cá này nè. Không, một con cá đó không đó. Quá trời ngon luôn. Dạ. Cài quá cả nhà ơi. Ai kêu ăn chỉ nguyên trái rồi ra. Đang cắn nhín nhín thôi. Không đồng ít ớt mà mày ăn cho nhiều vô rồi mày cứ ăn mà không tiết kiệm ớt kiếm hả? Kiệm không mà đồng ở trong nhà đâu, trong nhà trời đáng chịu. Mình ra cây mình bẻ không chút xíu nhóc. Anh em gì đó anh Thanh bắt đắc dĩ người ta lại chơi. Mình có cá đó. Ừ, giờ nướng lên. Cái đó là mình giao thiệp nhưng mà điều hàng xóm là mình cũng phải đối đãi như vậy. Ăn kèm theo cá lóc này cũng được chứ. Ngon. Ngon chứ. Nó là đặc biệt mắm kho. Nó là mắm kho nó vậy. Được mắm cá linh hả? Mà ngộ thiệt chứ ở vùng Đồng Tháp 10 này em sống. Em không có hình dung được là khách với người lớn tuổi mới được ăn cái bộ đồ lòng đó ta. Không hiểu được. Nó hồi xưa nay là nó... Thì hồi xưa giờ nó là như thế đó. Tại vì là mình vô trong cái bàn nhậu hay là bàn ăn uống gì đó, là mình phải nhường cái phần nào ngon nhất cho những người lớn tuổi với khách khứa rồi này kia, đặng để người ta đi về người ta còn nhớ mình, nhớ mình ừ nó lại nhà đó cái món đó ăn ngon mà nó chừa cái phần ngon nhất trong cái đó để cho mình ăn. Như là người ta đi người ta về người ta còn nhắc nhở, thể hiện cái sự trân trọng. Trân trọng là khắp nơi là vậy, khắp nơi là vậy mà ăn gian không vậy mà à, nói chung chỗ nào thì chỗ nào cũng vậy. Như mặn gài nhịt gà nấu cháo cái hô câu mình gấp mình để nhường cho khách, nhưng mà chủ nhà cũng muốn ăn lắm, cũng muốn ăn nhưng mà đây mình phải nhường cho khách. Cái gì cũng vậy, đặt ví dụ như giờ mình muốn ăn uống gì thì đặt ví dụ có khách khứa thì cái nào mà mình thấy cảm thấy ngon á thì mình nhường cho khách trước, không mấy là mấy người lớn tuổi trong gia đình cũng vậy, hay là những người mà lớn tuổi trong đó mình để nhường cho mấy người đó người ta dùng. Mà cá lóc là cái bộ đầu lòng là ngon nhất. Ngon nhất à, mà hồi nãy em ăn thấy đắng đắng ngon. Ừ. Mà nó gồm cái ruột, gan với mặt. Bao tử. Ăn họ có hồn mặt phải không? À, với cái bao tử với nó mặt. Nhờ cái mặt. À. Cái mặt của nó ăn một hồi mình thấy tự nhiên trong cổ mình nó thoáng cái mùi ngọt ngọt. Anh ví dụ như nếu mà có khách tới rồi hoặc là người lớn tuổi mà gia chủ mà dùng trước cái bộ đồ lòng rồi cảm thấy sao, lúc đó cảm thấy sao? Không mà đó đã dặn mình kính rồi. Mình kính mà mình đâu có nghĩ nếu mình kính mình nhường cho khách mà đâu có gấp là mình nghĩ cái đó là gấp chứ để khách mình mất phần ăn đâu. Và lúc đó mà mình ăn trước thì chắc là thấy sốn sang rồi. Cũng bình thường mà mơ mốt gì ta về nhà ta đánh giá mình chứ. Đánh giá ha. Ừ, đánh giá chứ. Người ta nói đã yêu như có cái đó ngon nhất mình khách khứa lại tới. Nó chừa chân nó vô nó khìa ngang cái rồi. Nói vậy là xong phim rồi. Cái đó mình. Với người dân nơi này, sức hấp dẫn của món cá lóc nướng trui không chỉ ở sự thơm ngon mà còn ở sự dân dã phổ biến. Có thể chế biến ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Ngoài đồng sâu, dưới mái hiên nhà, lúc mưa xa hay lúc trưa hè nắng cháy.
trời mưa mà có cá lóc nóng gì cứ gì vậy. Còn nào hơn món này hả? Nè đó, thịt cắn sao đi gan cục thịt gà luôn vô chơi. Dạ. Đúng không? Cá lóc đồng là nó vậy, thịt cắn sao này là ăn cái này là phải thêm một miếng muối ớt đỏ tươi đỏ tươi nữa. Tay chân lâm lem hết trơn nè, vậy mới ngon, vậy mới ngon. Cái này mà đi ruộng gặp đã trong đấm con gầm nữa, trong ruộng thì mình ăn vậy đó mới ngon, nhưng mà về nhà, về nhà mình có đũa có chén mình chứ ăn nó cảm thấy nó không ngon bằng ngoài ruộng. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ mình ruộng là mình bóc rồi này kia ha, hay là mình lấy miếng chàm hay là một cái nhánh cây gì đó ha, mình làm cho đũa mình ăn mình cảm thấy nó còn ngon hơn là mình ăn trong nhà. Có đũa có chén có muỗng đàng hoàng nhưng mà đều nó không ngon bằng, nó không thú vị. Cái tỷ mà đi đi về nhà nướng cá bự bự không á mà ăn không ngon lạnh chứ, nướng ra rồi cảm thấy ngán lắm. Còn vô đâu mà nướng con cá gô hoặc cá sặc gì cảm thấy nó ăn ngon, ăn mà dạng dân giả luôn ha. Đúng rồi, thì đúng rồi. Ngon lắm. Chứ bằng đêm á, bằng đêm mà đi ngoài đồng ăn mà muối bu xèo 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 gì đó cứ ăn nhậu vừa ăn vừa à. Vừa ăn vừa đọc phẹp 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 nữa hả, ngon vậy mà nó ngon. Còn về nhà có quạt gió này kia chân lại. Ăn bài bản không ngon ha, không ngon. Ngon ăn kiểu coi như là ăn gốc nguyên thủy như vậy đi ha. Vậy đó, không chỉ được thưởng thức bộ lòng cá lóc phần ngon nhất trong món cá lóc nướng trùi, chúng tôi còn được biết đó là món ngon luôn được ưu tiên cho người lớn tuổi trong bàn ăn, kế đến là khách. Qua đó phần nào thể hiện sự tôn trọng và lòng hiếu khách của người dân nơi này, phong cách đó vẫn luôn được tiếp nối từ xa xưa cho đến bây giờ. Nhưng mà đều mình ra đồng đồ này kia, dù con cá nhỏ cá lớn gì mình bắt lên mình nướng có muối cục là bắt đầu mình chấm vô là nướng được rồi, chứ đâu phải là cần con cá lóc hay gì đâu. Nhưng mà điều mình còn có cá lóc thì càng tốt. Đói thì tại ví dụ như mình đi ruộng đi đồng rồi đó, mình mấy hang cá rồi đó, cái mình mò mình bắt lên thì mình cứ kiếm củi là mình nướng bắt ra à. Vậy là ngon rồi ha. Vậy là ngon. Đại ví dụ như giờ mình có đi làm công chuyện gì đó, cái đầu cái mình đem cơm rồi theo cái đầu cái mình đi xuống cái dũng hay là cái ao gì đó, mình bắt được một cạn cá mình đem lên cái mình xỏ lên cái mình lấy củi mình đốt lên mình nướng là mình ăn được một bữa ăn rồi mà nó rất ngon. Nghĩa là cái mình nướng này là cái chất ngọt nó còn giữ nguyên trong con cá luôn sao? Giữ nguyên trong con cá nó đâu có chảy ra được. Nghĩa là mình nếu mà mình nướng nó mình nướng bằng lửa than thì mình phải đánh giải nó là cái chất nước của con cá nó sẽ chảy ra hết, nó không còn ngọt bằng mà mình nướng vậy. Nướng về con cá nó cái chất ngọt nó còn, chất ngọt nó còn, nó còn giữ nguyên ở trong nó không có đi được, nó không thoát được cái chất ngọt ra. Còn cái kia thì mình đánh giải nó ra rồi cái bắt đầu mình bắt lên nướng thì nó nứt con cá ra là nước nó chảy ra là mất chất ngọt của con cá. Theo ngư dân nơi này, cỡ cá từ 300g đến 500g nướng trôi là vừa. 2g, 3g thì cỡ đó cũng được, 4g đầu này kia. Nếu mình có cá bự thì mình nướng bự, nướng bự thì mình nướng hơi lâu một chút. Nó là dạng nửa ký, nửa ký trở lại thôi chứ mình bự quá mình nướng nó cũng không ngon. Tội lắm. Trên nướng cá khoảng 1g, 2g, 3g rồi này kia, nửa ký rồi này kia là mình mà ăn con cá mà nướng mà để cầm cắn nguyên con ăn ngon phải không? Là cá cắn giò cá. Giò cá là cắn cạo ra là cắn nguyên con. Cạo ra là chấm ngon. Vô muối ớt hay gì đó là chơi nguyên con. Vì là cá lóc đồng thịt săn chắc nên khi nướng trùi thịt cá sẽ bung ra dai ngọt và tơi tương tự cá chà bông. Đôi khi trong bàn ăn, mọi người vẫn có thể tự dùng được bộ lòng cá lóc mà không hề xảy ra tranh chấp. Nhưng có điều, một số người trong bàn tiệc vẫn trách móc trong lòng khi chưa được phép của gia chủ. Có thể vì tế nhị mà nhiều người đã không nổi ra. Nguyên do đơn giản vì bộ lòng cá lóc nướng trùi, đó là món ngon. Mà cá mình bắt đặt lạp lên cái bộ đầu lòng sạch không? Đúng rồi, cá lạc lạp, cá lạc lạp thì nó vô lạp rồi nó nhìn đói mấy ngày rồi nó đâu có ăn đâu. Rồi nó có sạch. Mà trước khi mình ăn mình phải kiểm tra nó bị sợ nhiều khi có con cá nó bị sên lại. Mình phải kiểm tra. Có chứ, có. Nè như cái bộ đầu lòng này thì nó sạch nè. Tại vì mình xỏ cái cây vô đây rồi nè, mình dặm trong này nó trắng toan nó đâu có còn dơ nữa.
Không chỉ có bộ lòng cá lóc, nhìn chung cá lóc nướng trùi đó là món ngon, có thể là đặc sản của nơi này. Theo những người sống lâu năm ở vùng Đồng Tháp 10, cá lóc nướng trùi cho chất lượng ngon nhất là cá lóc thiên nhiên được đánh bắt từ sông rạch, ao hồ và ngoài đồng ruộng, vì thịt cá sẽ dai và khi nướng sẽ thơm ngon hơn. Kích cỡ cá từ 300 gram tới 500 gram một con là phù hợp nhất để chế biến món này, vì cá lóc cỡ này sẽ mau chín và chín đều. Cá lóc đồng thường được nướng trui bằng lửa rơm, vì cá chín chậm, chín đều và không bị cháy khét. Quan trọng là rơm dễ bén lửa, dễ nướng, và khi chín thịt cá sẽ thơm hơn. Tuy nhiên, vì là món dễ chế biến, ai cũng có thể chế biến được, nên nguyên liệu nào cũng có thể dùng làm chất đốt để nướng cá. Có thể dùng củi tràm, củi bạch đàn hay lá cây khô để nướng cá đều được. Quan trọng là củi phải khô, phải nhúng cho đỏ lửa. Vì như vậy, cá sẽ mau chín và chín đều. Thế nào cũng bị dính chung ha. Khi nướng, dùng thanh tre hoặc nhánh tràm xuyên đuôi theo chiều dài từ miệng đến đuôi cá. Nên cắm phần đuôi cá xuống đất. Vì như thế, đầu cá sẽ chín nhanh và chín đều, do hơi nóng lan tỏa bên trên. Giờ mình lấy trà để vô. Lấy trà để lít chứ. Không có lửa ngọn lên cái đầu. Chín thấy bả chưa à? Hơi nóng dữ lắm. Nên là tôi ngồi đây tôi muốn chín đi. Không đứng gió được cái là cái lượng ngọn nó lên này. Ngồi đây còn muốn chín luôn. Ê, nướng gì mà còn chưa kịp trời mưa nữa nè. Nãy kêu để có lửa than rồi nướng. Trời ơi ơi. Chết tôi chán. Người dân sống lâu năm ở vùng Đồng Tháp 10 hay ở vùng hạ lưu sông Mekong cho biết, cá lóc đồng, nhất là cá lóc bắt được bằng cách đặt lọp, thì ruột cá hay bộ lòng cá rất sạch. Vì cá nằm trong lọp nhiều ngày nên thức ăn đã được tiêu hóa. Khi nướng cũng không cần phải cạo giấy hay rửa bỏ lớp nhớt, vì khoảng hơn 10 phút sau khi nướng, tất cả lớp giấy sẽ cháy khét, lộ ra lớp thịt ửng vàng, là lúc cá lóc cũng vừa chín tới. Để cá không bị cháy khét,
cũng nên canh lửa bằng cách cạo thêm giò lớp dải cá thường xuyên để kết thúc việc nướng kịp thời. Với lửa chín đượm thì từ lúc đưa cá lóc vào thang đến khi chín là khoảng 12 phút. Với người dân ở vùng đồng bằng hạ lưu sông Mekong, mùa cá lóc cho chất lượng thịt ngon nhất là khoảng tháng 5 đến tháng 12 âm lịch. Vì thời điểm này là mùa mưa, trên đồng ruộng hay ao hồ kênh rạch, thức ăn cho cá nhiều, nên chất lượng của thịt cá cũng ngon hơn. Thịt cá lóc có dính lớp da ửng vàng, đăng đắng, vị cháy khét và thơm lừng, cùng với bộ lòng cá, làm nên món cá lóc nướng trùi trứ danh ở nơi này. Miền Tây Nam Bộ, hạ lưu cuối cùng của sông Mekong trước khi đổ nước ra biển, là vùng đất đến thời điểm này còn khá nhiều tôm cá. Ừ, 10 con ghé hết bắn còn. Năm gọi là dạng này đâu có con muốn. Ừ, con gọi mà không có. Chúng tôi còn được một sở thị cách đánh bắt cá lóc tài tình bằng cách đặt lọp của người dân nơi này. Chiếc lọp sau khi chọn đặt ở một vị trí phù hợp, vài ngày sau sẽ có cá lóc chui vào lọp mà không cần phải dùng đến mồi. Điều này giúp cho chúng tôi tin rằng món cá lóc nướng trùi đơn giản từ cá lóc được bắt ngoài tự nhiên chắc chắn sẽ là món ngon có sức hấp dẫn lâu bền. Dù sau này cách khoản đãi nhau có thể thay đổi và có nhiều phiên bản khác nhau của món cá lóc nướng, nhưng với chúng tôi, khi được thưởng thức bộ lòng cá nướng trui, được hiểu thêm cách cư xử thấu lý đạt tình và lòng hiếu khách của người dân nơi này, khiến cho món cá lóc nướng trui vốn đã ngon lại càng ngon hơn, làm thăng hoa ẩm thực nơi này. Hãy subscribe.